Thầy trò Tôn Ngộ Không gặp kiếp nạn 82, bị đội trật tự mời làm việc ở chợ đêm Phú Quốc vì chèo kéo. Nhóm người cải trang giống thầy trò Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, thường đứng trước chợ đêm Phú Quốc, đã được mời làm việc, nhắc nhở về tình hình an ninh trật tự, không được chèo kéo vòi tiền khách vô lý. Cụ thể, tối 23 tháng 8, nhiều người dân ở khu vực chợ đêm Phú Quốc thuộc phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã chứng kiến cảnh ba người mặc trang phục giống các nhân vật Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Trưa Bát Giới trong phim truyền hình Tây Du Ký bị tổ công tác của đội trật tự đô thị Phú Quốc mời lên xe, đưa về trụ sở làm việc. Thông tin ban đầu, nhóm người này được mời về làm việc để làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực chợ đêm Phú Quốc. Chứng kiến cảnh này, ông Nguyễn Văn Khoa, một người dân ở phường Dương Đông, cho biết nhóm người ăn mặc theo kiểu phim Tây Du Ký này đã xuất hiện từ lâu tại khu vực cổng chợ đêm Phú Quốc. Đây là khu vực sôi động, tập trung đông nhất của Phú Quốc về đêm. Ban đầu nhóm này chỉ đứng bán bánh kẹo với giá 10.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi gói. Nhiều du khách thấy vui mắt nên chụp hình cùng. Nhưng về sau mỗi lần họ chụp ảnh với khách thì đòi đến 50.000 đồng mỗi người. Có những người chụp xong mới bị đòi tiền, cãi vã ồn ào. Rất nhiều người dân Phú Quốc tỏ ra bực mình với nhóm người này vì làm xấu hình ảnh của đảo Ngọc, ông Khoa kể. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Mỹ Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông, xác nhận vụ việc và cho biết đây là lần thứ hai nhóm thầy trò Tôn Ngộ Không này được mời làm việc về tình hình an ninh trật tự tại chợ đêm Phú Quốc. Cũng theo bà Hiệp, nhóm này cũng đã được nhắc nhở về việc không được chèo kéo, đòi hỏi tiền của khách không hợp lý. Nếu nhóm bị bắt quả tang có hành vi không phù hợp, gây mất an ninh trật tự, thì địa phương sẽ có giải pháp xử lý phù hợp. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.